Chào anh em, giới thiệu cho anh em cây Yamaha nha. Cây này là cây G150D, made in Japan, sản xuất tại Nhật nha anh em. Cây này sản xuất tại Nhật. Thì dòng G này anh em chắc cũng rành rồi, anh em chơi đàn Nhật là rành cái dòng G lắm. Bình thường là series 70-80 đi, đã bán khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi rồi. Còn cây này series là 150 lận nha, 150. Mình đang thanh lý với giá là 2 triệu nha anh em, 2 triệu. Vì một số lý do, thứ nhất là ngoại hình nó hơi xước, nó hơi cũ nha anh em. Nhìn xa anh em không thấy đâu, đảm bảo mình quay là mình soi gần cho anh em thấy và mình chỉ cho anh em biết những cái chỗ nó bị luôn nha. Bình thường là không ai chỉ mấy chỗ đó, ta che ta giấu đi không kịp nữa, mình là mình chỉ cho anh em coi luôn. Chỗ buôn bán mà phải đàng hoàng, cái chỗ nào bị là phải báo cho anh em đàng hoàng, chỗ đó bị như vậy nha, không có giấu bất cứ chi tiết nào cho anh em hết, là đàn chày xước gì đó là chỉ cho anh em hết. Và cái ngựa này mình đã hạ xuống rồi nha anh em, hạ xuống với mục đích để cho cái dây mình nó thấp xuống cho nó êm tay. Chứ nhiều khi anh em chơi cái đàn mà cái action này nó cao quá, mình bấm nó nặng tay, chơi hơi khó chịu nha. Cho nên mình lúc nào cũng chỉnh action cho nó chuẩn, cho anh em chơi cho nó ok. Và những vết chày xước xung quanh đàn thôi, còn lại cái đàn này ok 100% hết. Chỉ có những vấn đề mình nói là những vấn đề đã có nha, là có chày xước nè, đã có sửa chữa phần này, này hạ xuống thôi chứ nó không được gọi là sửa chữa. Nó là mình hạ ngựa xuống, hạ sát xuống cho anh em chơi thấp á, chỉ vậy thôi. Còn cần phím, dây nhợ các cái là ok hết nha anh em nha. Đây, mình bán với giá 2 triệu đồng Yamaha G150D. Mình quay xa, quay cho anh em coi rồi mình sẽ quay gần và test cần phím cho anh em nghe nha. Anh em quay coi gần nè, đàn đẹp nha anh em, đàn đẹp, một hai vết lấm tấm xước cũ theo thời gian thôi nha, chứ không có ảnh hưởng chất lượng gì của đàn nha. Cần phím rất ok luôn, khóa zin, khóa Yamaha nha, khóa Yamaha zin của đàn. Lưng nó này, lưng nó thì hơi xước xát nhẹ nhẹ thôi, chứ không có nào sâu nặng vô gỗ gì, nó ngoài sơn thôi, sơ ngoài lớp sơn thôi nha, bên hông cũng vậy, ngoài lớp chày xước thì kia thôi. Này là series cao nha anh em, Yamaha mà series này là series G150D. G150D nó là made in Japan, sản xuất tại Nhật. Đây mình anh em coi cái action của nó đây, chuẩn nha anh em. Đây, ngay chuẩn luôn. Mình test cần phím cho anh em nghe nha. Mới thay dây á, dây nó hơi lạc, nó tuột dây dữ lắm. Âm rất tốt cho anh em, một cây đàn lắc xít nha, đàn lắc xít giá rẻ nha, 2 triệu bạc là giá rẻ. Cây này phải tầm 4 triệu, 3 triệu rưỡi đến 4 triệu, từ series nó cao lắm mà. Series nó series 150, bình thường series khoảng G80, G100 đi, G80 thôi, G70, 80 là đã khoảng giá 2 triệu, 2 triệu rưỡi rồi. Mẫu này là G150 lận nha anh em, 150D sản xuất tại Nhật. Mình bán với giá 2 triệu nha anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có nữa nha. Cái đàn này mình quên nói với anh em, cái đàn này mình hạ ngựa xuống rồi nha anh em, để cho nó có cái action chuẩn á, cho nên mình bán giá rẻ nha. Mình bán giá rẻ vì lý do đó nha anh em, mình hạ ngựa xuống rồi cho nó êm tay á, mình chơi cho nó dễ hơn thôi. Còn lại là ok hết, đàn mình bảo hành 1 năm nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần mô tả và phần tiêu đề, anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha. Cảm ơn anh em nhiều.